Hello, chào nha. Bữa nay mình có nãy giờ mình cũng mới mua được mớ chuột rồi. Đây. Mua 2 ký mấy chuột ạ. Chạy ra tấu vào dầu này. Bây giờ mình tắm nó, giờ mình cho nó ăn các bạn. Này nó lớn rồi. Này cũng bự các bạn. Đúng hổ mình quay thì nó còn nhỏ. Nó 2 con rồi. Nhưng mà hồi bữa đó nhà mình cắt lúa có ông chủ cắt lúa các bạn, có nuôi 1 con. Ông không nuôi là ông cho ông già mình đem về cho mình luôn, là giờ 3 con các bạn. 3 con nó cỡ bằng bằng nhau. Giờ nó cũng lớn rồi, để mình bắt nó cho bạn xem. Đây là rất to nha, này rất rất lớn nè, bự rồi, quá to luôn. Con này thì nó hơi trọng trọng hơn tí xíu. Bây giờ mình tắm nó các bạn. Lát nữa mình cân cho nó được nhiêu ký luôn các bạn. Lát nữa mình cân rồi mình cộng 3 con là được nhiêu ký. Rồi nói cho bạn xem. Thấy ghê chưa, quá đã. Đây bỏ vô một tấm. Đây là mình tắm cho nó các bạn. Này nó cũng mới mới thay da, là nó da nó bóng lưỡng nè. Móc như vậy. Mình tắm cho nó lặn xong rồi mình bỏ chuột cho nó ăn. Ồ, nó hụp luôn. Mát rồi, nó khoái nó hụp luôn. Nãy không chịu, giờ nằm trong đây luôn rồi. Nãy không chịu, giờ nằm vô luôn rồi nữa. Mát. Lâu lâu tắm này cũng lâu lắm rồi mình mới tắm cho nó các bạn. Từ cái bữa hổm mình quay này cũng lâu rồi, cả tháng mấy rồi mới tắm cho nó. Nuôi thì bắt ra thường xuyên thì nó quen các bạn, nó hiền luôn. Quá hiền luôn. Này mình không có chỗ chặn, mình không bắt ra 3 con được. Tắm cho nó tắm từ con. Ây. Rồi, đây là mát nó rồi, mình đem vô bắt 2 con kia rồi. Đây, con này thì hơi nhỏ nha các bạn. Hơi nhỏ hơn con kia tí xíu. Rồi, lâu quá mình cũng không có tắm nó thường xuyên mà, cũng làm dữ vậy đó. Con này hơi nhỏ hơn 2 con kia. Con kia con lớn kia thì mình bỏ chuột vô thì nó ăn nhiều không bạn, nó dành 2 con này hết rồi. Thành ra lát nữa mình bỏ chuột vô mình bắt nó ra. Bắt ra bỏ phải bao nhiêu để cho 2 con này nó ăn. Bỏ vô. Bỏ vô rồi mình để mình lấy cái cân ra. Rồi, đây, đây các bạn. Hiện tại mình lấy cái bọng mà mình bỏ nó vô vậy mình mới cân nó được các bạn.
con này nó là 2,5 kg bạn, con này là 2,5 kg. Rồi còn tới đầu tới 2 con kia. Rồi giờ tới con này là con thứ hai, con này là nặng nhất luôn à, nghe nặng nhất luôn á. Ôi con này tới 4 kg, con này 4 kg các bạn, con nãy 2,5 kg, con này 4 kg. Đây trời ơi, tới con là con thứ ba. Ôi con này 3 kg. Con này 3 kg, 2,5 kg, 4 kg, chỉ 3 kg. Rồi thì tổng cộng là con 2,5 kg, con 4 kg, con 3 kg, 7 kg, thế là nó được 9,5 kg các bạn. 3 con được 9,5 kg, xém 10 kg. Giờ mình cho nó ăn chuột nữa, nếu mình cân nữa nó thành ra là cả chục mười mấy ký các bạn. 3 con nuôi thì hồi đó còn nhỏ nhưng bây giờ thì nó lại lớn rồi, giờ ngày càng lớn rồi các bạn. Nhưng mà chuột thì mình ăn cho nó ăn vừa phải chứ cũng không có nhiều luôn các bạn. Giờ mình để mình dọn vệ sinh chuồng cái bắt đầu mình bỏ chuột cho nó ăn. Rồi đây là bạn đó, nãy giờ 2 con nằm bên đó, 1 con nằm bên đây. Và là cái chuồng cũng hơi nhỏ các bạn, nó là ngàn lớn mà chuồng hơi nhỏ các bạn. Nếu mình có nuôi nữa thì mình sẽ làm cái chuồng ở sau mới sao nhà mình nó cho lớn lớn một chút xíu các bạn, còn không thì nếu không nuôi thì mình sẽ bán các bạn. Nếu mình nuôi lớn quá thì nghe nó cũng ngán đó. Thì mình canh mình nuôi cũng vừa vừa thôi. Bây giờ mình bỏ chuột cho nó ăn đó. Ui, mới chuột. Ê, trời ơi. Dạ. Chuột này nó manh động quá ta. Chuột này phải cho lẻ chứ không thôi nó quấn cái tay quá. Rồi bỏ vô 4 con rồi. Tại cái con lớn này thì nó rất là háo ăn, mình bỏ vô thì nó nhún nháo các bạn. 2 con mà hồi đó 2 con cũ của mình á, thì nó kiểu nó làm như là mình bỏ con lớn vô nó sợ hay sao các bạn, nó hơi nhát. Ủa, 2, 4 bỏ vô được 6 con rồi, thôi bỏ vô 6 con các bạn, canh ăn hết rồi mình mới bỏ nữa. Rồi, hả? Hiện tại là hôm thì những gì mình muốn review cho bạn xem là hôm nay trăng mình nó lớn rồi các bạn, được gần cả chục ký rồi, 3 con. Đó, thôi, rồi video mình khép lại tại đây các bạn. Chúc các bạn xem vui vẻ và nhớ ủng hộ kênh Hai Trung Vlog để Hai Trung Vlog có động lực để làm nhiều clip để cho các bạn xem những trong những thời gian rảnh các bạn. Rồi chúc các bạn xem vui vẻ. Rồi Hai Trung Vlog xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.